Mấy anh em có đi lên trên bản thu được một chút cái mật ong rừng này của bác này. Bây giờ thì cháu cho cô bác cùng xem là những cái mật ong này của bác này, rất là đặc sản của bác. Đây thì đây còn là nguyên tổ này của bác, còn là cái phần này thì là cái phần sáp nữa. Thì cháu được xé để đây, không có vắt, chỉ vắt nguyên cái phần này thôi cô bác ạ. Tay cháu Lực thì đang cầm những cái tổ ong rừng nguyên chất hết cô bác này. Và bây giờ thì hai anh em bóc ra, cô bác có thể nhìn thấy những cái giọt mật mà nó chảy xuống rất là đặc sệt luôn cô bác. Hôm nay thì cháu Lực có lên trên bản thu mua được một ít mật ong rừng cô bác này. Hãy nhìn mật ong rừng thì màu nó sẽ đen hơn mật ong quả một chút. Thì có cô bác nào muốn quan tâm tới những cái sản phẩm và những cái mặt hàng mật ong nguyên chất thì có thể điện cho cháu Lực qua cái số điện thoại cháu Lực để trên màn hình cô bác. Rất là mong cô bác anh chị sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực cô bác. Hay mọi cái mặt hàng cháu Lực đều gửi cho quý ông bà cô chú anh chị thì đều có những cái tem logo của bạn em trên này, và những cái mặt hàng cháu Lực gửi cho cô bác anh chị sẽ là những cái đặc sản ở trên vùng cao và những lít mật mà nguyên chất hết cả cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Lời đầu tiên thì cháu Lực xin được gửi lời chào tới tất cả các mạnh thường quân và tới tất cả các khán giả đang theo dõi ở trên kênh Bạn Em. Cô bác theo dõi những thước phim trước thì cũng đã biết là nhà em Sử là vận chuyển phần vật liệu là tới đâu rồi cô bác đấy. Hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của ba ông cháu. Một tí nữa thì cháu Lực sẽ đi vào nấu cơm cùng với lại ông, phụ ông một chút cô bác. Đấy, còn cái phần mà thuê người thì người ta chỉ có chở vật liệu thôi, nhưng mà mình vẫn phải nuôi ăn cô bác ạ. Đấy, nghe từ xa xa thấy các thanh niên lai những cái bao cắt, những cái bao gạch ra bên kia rồi cô bác. Hôm nay thì cháu Lực cũng có nhận được một chút thuốc của bác Trần Thủy Tiên. Bác ấy có gửi cho cháu Lực và nhờ cháu Lực cầm lên cho em Sử. Em Sử thì nọ bác cũng có theo dõi, rằng theo dõi qua cái thước phim là thấy em Sử bị như kiểu là bị ghẻ của bác. Trước thì em cũng bảo với cháu Lực rằng là em ấy chỉ bị ngã thôi. Bị ngá thôi cô bác, nhưng mà do là chắc là về là em ấy không vệ sinh cho sạch sẽ, cứ dùng cái móng tay để cậy cô bác, thành ra là bây giờ sẽ bị là như kiểu là bị nhiễm trùng hay là bị như nào một chút đấy cô bác. Ôi đi bình tĩnh nhá. Ôi đi bình tĩnh nhá. Cái nên này chở cát này chở gì đấy? Cát à? À lại quay đầu lại à? À. Ôi. À, một đoàn luôn cô bác. Hôm nay thì có rất là nhiều xe để mà chở luôn á.
phần cắt cái gạch này thì phần này thì sẽ lấy là khoán lên để cho người ta chở luôn các bác. Ôi bình tĩnh nhá. Ôi không được rồi, không được rồi, thanh niên bị đổ rồi. Cứ ngã xe là bảo Vi Bắc Ninh à? Ôi ơi, chỗ này cẩn thận nhá. Căng à? Con dân cho căng à? Căng chỗ, cơ hai bậc căng à. Cháu xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Em bảo người ta chở cát thì chở cái phần là cát, cát to chứ nhá. Vâng. Còn là cái cát mỏng thì hôm nào chở sâu nhá. Vâng. Thế còn là gạch thì một tí nữa rồi thì anh sẽ lại bàn với người ta xem mà giá cả người ta xem mà chở bao nhiêu nhá. Vâng. Đấy, hôm nay thì anh cũng có nhận được đây là thuốc của bác Trần Thị Tiên, là bác ấy nhờ bác tuốt ở bên Việt Nam là gửi cho em. Vâng. Đấy, chân thì xem nào, hôm nọ là bị này là hôm nọ là bị ngã xe đúng không? Vâng. Bị sao bị ngã xe như kiểu bị ghẻ đấy. Có phải không? Không biết ạ. Đấy, bây giờ thì tiện thể là cũng vừa men thơm xong ấy cô bác, cho nên là thuốc này có thể là uống được luôn này. Đấy, bác ấy gửi cho là vừa là thuốc bôi và là thuốc ngứa luôn. Em mà đi ra kia rửa tay đi. Em ra kia rửa tay xong ra đây anh cho thuốc. Đây ở đây ghi những công dụng ra đây hết rồi cô bác, ghi những cách dùng rồi thì sẽ để sử thoa thôi. Đây ở đây thì có cả thuốc uống, có cả thuốc thoa này. Anh Hiệu ơi, bạn cho mượn cái chai nước để cho sử uống, để cho sử uống luôn. Sử lấy nước luôn chú anh Hiệu ấy. Bây giờ uống luôn thì xong tí nữa anh cầm đi xuống nhà cho nhá. Vâng. Ở đây thì muối đây, rửa tay đúng không? Rửa. Ăn luôn à? Đây, uống luôn chứ không phải là ăn. Đấy. Ăn chứ. Uống. Ăn chứ. Đây là một loại nhá, đây nhá. Nó là cùng màu nhá. Đây là cùng màu nhá. Đây là muối lần là 2 viên nhá. Cái này cũng muối lần là 2 viên nhá. Đây, sáng 2 viên, tối 2 viên nhá. Đây là cùng một loại nhá. Còn là đây cũng là một loại nhá. Đây là như kiểu thuốc bổ ấy này. Đây là dạng thuốc bổ. Còn đây nữa, đây là cũng sáng 2, tối 2 nhá. Vâng. Là sau ăn nhá, không được là trước ăn đâu nhá, không là bị say ấy. Vâng. Đấy. Đấy, còn đây hết rồi, còn đây là thuốc bôi thôi. Đấy, uống hết chỗ đấy đi, xong rồi anh bảo này, cách buồn. Đấy, cái này thì nhắm gió chưa ở đây này, nhá. Vâng. Có bộ tổng cộng là 4 loại nhá, mỗi thứ là 2 viên nhá. Vâng.
Uống đi, xuống nước này vào này. Nước này. Xong dịch xả để khám đi chứ ạ. Vâng đây ạ. Ui. Về nhà nhá. Ừ. Về nhà nhá. Uống nước đi. Uống nước vào chứ. Trôi vào luôn. Đấy. Đừng nhai. Sử uống thuốc các bác dùng để ở mồm xong rồi nhai như kẹo luôn. Như thế đắng. Như thế đắng. Cảm nhận vị thuốc cách đắng. Đắng lắm à? Cái đắng như à? Chết luôn, chết đắng. Thuốc ai lấy nhai thì... uống thuốc đi. Uống không được hết một phát thì uống hai lần cũng được. Uống không cho nước chạy theo nó trôi xuống rồi. Xịt xịt cái này trước. Lấy chân tí về bôi xong rồi, chân đang bẩn. Cái này thì một tí nữa rửa tay rửa chân xong bôi sau nha cái này nhá. Vâng. Cái này là lấy bôi ở những cái vết thương này nhá, vết thương này nhá. Vâng. Cái hộp to này cũng thế nhá. Vâng. Này, hộp to này cũng thế nhá, hộp to này cũng lấy vào xong là xịt xịt vào thôi nhá. Vâng. Xịt xịt vào những cái vết này thôi nhá. Vâng. Rồi. Thơm này, thuốc này thơm mùi xả. Vâng. Hay còn vaseline này nhá, vaseline này là dùng để bôi nhá, chống nẻ nhá, bôi ở mặt miếc thôi nhá. Vâng. Nhá. Này, lọ này bôi nhỏ nhỏ này nhá. Bôi ở đâu? Bôi ở mặt đấy, bôi ở mặt ở mũi đấy. Bôi ở mặt ở mũi cái này, cái vaseline này. Nhá. Đau hay mũi à? Đau hay mũi á? Không, cái này là mình bị nẻ mũi ấy, biết không? Mình bị nứt này, như kiểu lạnh quá mình nứt ở đây đấy. Bôi ấy, bôi ở mặt đấy. Đấy xong thì anh để vào túi đây nhá. Thuốc này nhớ uống nhá. Còn là xịt này thì cũng dùng để xịt chỗ nào bị thì xịt thôi nhá. Đấy. Bôi ở hết cái chân này này. Nọ này chắc là không nọ là bị hình như là bị nhiễm trùng hay sao ấy. Đúng không? Vừa rồi có đi dép không đấy? Có. Có à? Thế thì một tí nữa nhớ để ý người ta là lấy cắt nhá. Vâng. Cắt thì mình phải lấy cái cắt, chở cái cắt to ra trước nhá. Vâng. Thế bây giờ thì anh sẽ di chuyển đi xuống là phụ ông để nấu cơm nhá. Vâng. Thuốc này anh để dưới nhà cho nhá. Vâng. Anh Sử thì thanh niên Sử của bác chắc là ít khi uống thuốc của bác ạ. Vừa rồi thì thuốc này nhai nhòm nhòm như ai nhai như kẹo luôn. Nói cắt thì cũng đã chở được hầu như là được 3 phần rồi các bác. Cái cắt này thì sẽ trở vào trước để cho mình trộn với lại xi này, với lại bột đá để mình đổ móng. Với lại sắt nữa. Nhìn thấy từ xa xa này không biết Hải đang cống ai cơ bác. Hải ơi! Cống ai đấy? Con chú à? À. Thế ông thì vừa rồi là ở nhà là cắm cơm trước rồi các bác. Làm gì đây? Còn thuốc có Sử thì cho Đức sẽ để đây cho em Sử đó. Thùng khâu ra chứ? Nay tụi con này cháy ra. Đi xưa cháy mấy ra. Ờ. Đấy, hôm nay thì sẽ có gà luộc này. Với lại cơm xong là tí có thêm canh thôi các bác. Dê thắng cháy đấy á? Ừ. Khá chỉ tú à bà nào? Khá tú. Khá tú ra.
Ồ, nước thiệt tú ra. Ồ, để làm tao hồi xưa mà yếu đi cả ván này ra. Ván này. Ồ. Đấy, ông thì vừa rồi là về trước cháu Lực là mổ hết vặt hết lông gà luôn cô bác. Đây vừa rồi thì cháu Lực cũng có vừa mua thêm lại gà về nữa. Hải thì đang chăn trâu ở tít bên kia, cháu Lực đi bên xem Hải một chút nữa. Đây thóc của nhà ba ông cháu cô bác này. Ông thì mấy hôm nay thì ở nhà chỉ có phơi thóc là nhiều thôi. Chứ không là tránh nữa, mấy nữa là mưa đến là phơi không kịp ấy cô bác. Mẹ Hải thì bé thì không có đi ra bên kia để vận chuyển vật liệu hay là xúc cát được, cho nên là ở nhà chăn trâu thôi. Thế ngày mai thì đội thợ sẽ vào đây lập lán và ở lại đây luôn cô bác. Thì cháu Lực sẽ bàn giao lại tất cả những cái vật liệu cho các anh thợ để cho các anh ấy là vừa ở đây làm xong lại vừa ở đây trông coi luôn. Hải chăn trâu ở tận đây à? Chăn mấy con đấy? Chăn hai con á? Có cả con chú à? Đi học không gặp Hải rồi nhờ? Ngày mai còn đi học nữa không? Hả? Ngày mai vẫn đi học à? Ngày mai đi học buổi sáng rồi nhờ? Chiều thì không phải đi học à? Ôi, tí lâu này bị làm sao đây? Cũng bị làm sao này đây này? Cũng như em bảy à? Hả? Cũng như em bảy. Cũng như em bảy à? Em bảy cũng bị à? Ôi rồi. Tinh, tinh, tinh. Bố ơi ra kia chở cát rồi nhờ? Chở cát cho rồi nhờ? Hơi. Ui. Hải chào các ông các bà đi. Con xin chào quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Hôm nay đi học mấy tiết? Sáng nay á? 4 tiết ạ. 4 tiết à? Vâng. À, chiều là không học à? Chiều không học đó. Chiều không học thì ở nhà phụ anh Hải, anh sửa chăn trâu à? Vâng. Trâu no chưa? Gần no ạ. Gần no à? Tóc phải dài ấy nhỉ? Chuẩn bị đi cắt tóc ấy nhỉ? Vâng. Ồ, thế là phải đưa đi cắt tóc ấy nhỉ? Vâng. Nhưng mà thấy mặt mũi hơi đen đen nha. Đi rửa nhá. Rửa cho nó sạch sẽ nhá. Dép này có đi thích không hả? Có ạ. Hả? Có. Dép này ai gửi cho có biết không? Có ạ. Có à? Vâng. Ai? Bà... Ai gửi cho? Bà Kim Hoàng. Bà Kim Hoàng gửi cho à? Vâng. À, vẫn còn nhớ đến bác Kim Hoàng gửi cho cô bác. Thấy ông thì đang... ông thì bây giờ đang ở nhà đang là... nấu cơm các bác, bây giờ chỉ có một cái bếp thôi cho nên là cháu Lực sẽ để ông trong luôn, xong là một tí nữa cháu Lực vào sẽ chặt thịt gà gì đấy cô bác. Ngồi cùng với em Hải ở đây một chút. Hải thì có thấy vui không khi mà có. Nhà mình hôm nay vận chuyển vật liệu càng ngày càng nhiều rồi? Có ạ. Có à? Vâng. Sắp được lên ở nhà mới rồi nhỉ? Vâng. Có thích ở nhà mới không? Có ạ. Có à? Vâng. Ở nhà mới thì phải ngoan nhá. Vâng. Đi học phải học giỏi nhá. Vâng. Hay sau này thì lớn lên thì phải là lo lắng cho anh với lại ông nhá. Vâng. Ông thì với Sử thì rất là thương yêu Hải đấy. Vâng. Hải thì năm nay học lên lớp 8 rồi nhỉ? Vâng. Hay năm sau học lớp 9 nữa rồi thì cũng hết rồi. Xong là đến học hết lớp 9 rồi đi học lớp 10, 11, 12 thôi. Hải thì có muốn đi học lớp 10, lớp 11, 12 không? Em nếu em sợ em không có tiền, nếu em đi xa rồi thì anh chỉ làm việc mình ạ. Là nhưng mà em có muốn đi học không, học cấp 3 không? Có ạ. Có à? Vâng. Có nhưng mà sợ là sau này anh Sử sẽ làm việc vất vả để nuôi mình đúng không? Vâng. Thế cho nên là không muốn đi à? Vâng. Là muốn ở nhà là cùng anh Sử để làm à? Vâng. Thế mà sau này anh Sử bảo là em cứ đi học đi, ở nhà anh Sử lo thì em có muốn đi không? Em chỉ sợ anh Sử làm việc mệt lắm ạ. Chỉ sợ anh Sử là làm việc mệt à? Vâng. Thế mà sau này mà anh Sử mà cứ nhất quyết là cho đi học thì lúc đấy thì em sẽ tính như nào, em sẽ bảo gì với anh? Em
Sếp bảo là em muốn đi nhưng mà anh Sử làm mệt thì em không đi đâu. Sợ anh Sử làm mệt thì không đi à? Vâng. Em Hải thì cũng rất là mong muốn sẽ đi học thêm với cô bác, nhưng mà trong đó lại nghĩ và sợ rằng anh mình ở nhà sẽ phải làm rất là nhiều việc thì mới có tiền để lo cho mình đi học cấp 3. Đi học như này thì tiền ăn, tiền uống này, tiền là sách vở này, còn tiền ở trọ nữa. Đấy, đi học cấp 3 thì hầu như là nó phải là tự lập rồi. Đấy, thời gian đầu thì có thể đi là đi mọi cái công việc với lại mọi cái trường học với lại nơi ở mình chưa quen ấy. Thì nó cũng rất là khó với mình. Đấy, trước kia thì anh cũng có đi học và anh cũng đã từng trải qua những cái cuộc sống như vậy rồi. Sau này mà có cô bác anh chị nào mà giúp đỡ em Hải để đi học được đến hết cấp 3 thì thật sự là rất là đáng mừng cô bác. Hải thì cũng rất là muốn đi học thôi, nhưng mà cũng một phần là cũng lo nghĩ rằng là ở nhà để anh Sử, để anh của mình làm việc ở nhà một mình thì rất là vất vả ấy, cho nên là không có dám nghĩ cái ước mơ mà đi học tiếp nữa, chỉ là đi học đến hết lớp 9. Thế học hết lớp 9 rồi à? Hả? Chỉ học hết lớp 9 xong ở nhà là phụ anh à? Vâng. Đi học hết lớp 9 thì ở nhà phụ anh thì sẽ làm những việc gì để phụ anh? Sẽ khi nào học hết lớp 9 thì nếu anh Sử đi làm việc khác thì em ở nhà chăn trâu hả? Nhà chăn trâu à? Vâng. Thế lớn hơn một chút thì định thế muốn đi làm công việc gì để ra tiền, để lấy tiền cho anh mình? Phải đi chặt củi ạ. Phải đi chặt củi á? Vâng. Phải đi chặt củi để bán thì mới có tiền đưa anh à? Vâng. Nếu mà xung quanh nhà mình không có củi thì mình có còn nghĩ đến làm việc khác không? Có ạ. Đi làm những công việc gì? Có đi ra ngoài để làm không? Có ạ. Có à? Vâng. Thế bây giờ em đã nghĩ ra được là mình hết lớp 9 thì mình đã đi làm công việc gì chưa? Rồi ạ. Rồi à? Vâng. Thế em có thể bật mí cho anh nghe một chút là cái công việc mà em muốn đi làm để có được đồng tiền thì làm việc gì? Em chỉ biết đi làm thuê thôi ạ. Chỉ biết là đi làm thuê thôi à? Vâng. Cũng chưa xác định là người ta cho mình làm việc gì à? Vâng. Thế không sợ người ta cho mình làm những công việc vất vả à? Không sợ đâu ạ. Không sợ đâu à? Vâng. Ấy, em Hải của bác vừa ngồi ở đây tâm sự với em một chút thì gọi là sau này học hết lớp 9 đi ra ngoài làm, không biết là làm công việc gì, chỉ cần là làm ra có tiền là được để đưa cho anh Sử, không sợ là bị mệt mỏi. Thế không sợ là người ta cho mình đi làm việc trái pháp luật à? Không sợ đâu. Không sợ á? Vâng. Điều đấy là em biết rồi đúng không? Biết rồi. Đấy, điều đấy là học rồi biết rồi, cho nên là mình né rồi, đúng không? Vâng. Những cái điều mà trái pháp luật thì mình không làm và mình không sợ đúng không? Vâng. Ừ. Còn bây giờ thì ông cũng đang chắc là có khi là đang nấu cơm xong rồi các bác, ngồi nói chuyện với em Hải, tâm sự hai anh em một chút thôi. Bây giờ cũng sẽ di chuyển sang bên kia để phụ ông tiếp tục là nấu cơm để cho một tí nữa là cho bà con xuống để ăn cơm cô bác ạ. Ở trên vùng cao này thì bà con ăn cơm cũng rất là sớm cô bác. Buổi sáng thì người ta cũng dậy và đi làm thì rất là sớm, cho nên là đến chiều thì người ta cũng nghỉ rất là sớm. Ở đây thì cũng có cô bác anh chị cũng có nói ở trên kênh rằng là sóng ở trên này như kiểu là vị đại gia nào hay là gì cô bác. Nhưng mà cô bác không có hiểu là buổi sáng bà con đã phải dậy từ 4 đến 5 giờ sáng rồi. Đấy là những cái giờ mà bà con đã dậy là nấu cám lợn, xong là làm đủ thứ, xong là đến chiều tối thì tầm 4-5 giờ người ta cũng đã ăn cơm, xong là đi ngủ sớm, sáng mai lại cứ thế. Cái công việc mà lập đi lập lại quanh năm ngày tháng cả cô bác cũng chỉ quanh quần bên những cái ruộng nương của nhà mình cả, cũng chẳng biết đi đâu để mà làm ra được thêm những cái đồng thu nhập thêm cả cô bác. Thỉnh thoảng thì lên trên rừng kia đi đốn được những vác củi, hay là đi tìm được những cái đồ gì hay là đặc sản gì đi xuống chợ phiên để bán thôi cô bác. Thank you.
họ tới kìa. Cái cơm thì hôm nay đông người sẽ phải nấu bằng cái nồi gang to đúng không bác? Thì bây giờ thì ông đang luộc thịt gà rồi, cộng thêm một tí nữa, có một chút đố của nhà ba ông cháu nữa thì cũng đủ rồi các bác. Đây cũng là được hai món rồi. Đây, hôm nay thì có sẽ có đông các bạn trẻ nữa các bác này, các bạn nhỏ này. Các bạn nhỏ này thì là bố đi làm ấy, thành ra là cũng đi theo luôn. Còn là một số thì của nhà chú. Trong khoảng tầm thời gian nữa thôi thì nhà ba ông cháu, ngôi nhà này sẽ chỉ còn là một cái ngôi nhà mà kỷ niệm thôi cô bác, để làm kho thôi. Thì ba ông cháu sẽ dọn lên trên nhà mới kia để ở luôn cô bác, để cho ông một cái mái ấm, để cho ông vui vẻ đến hết cái quãng đời còn lại của ông đúng không bác. Ông thì năm nay cũng đã được 80 tuổi rồi, sức khỏe thì cũng chẳng còn bao nhiêu nữa đâu, chỉ là bây giờ vẫn cố gắng làm mà từng ngày, nhìn các cháu mình trưởng thành như vậy và được tất cả các ông các bà cô chú anh chị mạnh thường quân chung tay cùng nhau xây dựng lên cho ba ông cháu một cái ngôi nhà mà mới và khang trang hơn cô bác. Thì bây giờ thì cháu Lực sẽ đi rửa cái chậu để một tí nữa chặt gà. Ôi này phun này phun nọ ăn phun mẹ to chưa 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 phun à phun mẹ to rồi chưa. Hôm nay thì sẽ có bận rộn, hôm nay thì sẽ trong nhà sẽ có đi rửa qua đi rửa cái chậu này một tí nữa thì sẽ chặt gà vào đây luôn cô bác. Ở nhà ba ông cháu thì có một cái gần cái nguồn nước ấy cô bác, cho nên là cũng về nước mọi cái sinh hoạt thì rất là thoải mái cô bác. Cũng như đằng sau cháu Lực thì cũng được là cái tách của bà Vương Kim Thanh, bà ấy gửi cho cháu Lực để nhờ cháu Lực mua tới cho ba ông cháu. Ê, ai ai, không tranh giành nha. Không tranh giành nha. Cháu và tốt này hỏi khẩu của dê nó. Tốt này khẩu của dê nó. Mà này dê phong đi chảy vào. Lán à, khẩn mình lấy răng phong à, lạc tai bằng ra. Vậy bây giờ thì sẽ cho ông là luộc gà một chút cô bác. Cho Lực sẽ di chuyển đến trên này để xem mấy anh em chở cắt là tới đâu rồi cô bác. Thời tiết thì bây giờ cũng bước vào mùa thu rồi cô bác. Đến chập tối thì trời cũng se lạnh thêm một chút. Thì mình phải khoác cho mình thêm những cái áo khoác thì nó sẽ không có bị lạnh. Thế và cháu Lực cũng nhìn thấy là bà con ở trên vùng cao này, xung quanh nhà của em Sử cô bác. Thực sự ra thì không có nhà nào không có khá giả cả. Những cái bộ quần áo của các cô ấy, cháu Lực nhìn thấy cũng mặc cũng rất là mỏng manh. Nếu như cô bác anh chị mà có theo dõi cái thước phim này thì có thể cho cháu Lực xin những cái bộ quần áo cũ của cô bác, hay là những cái bộ quần áo mà cô bác không còn dùng tới, gửi cho cháu Lực để cho cháu Lực đi trao tặng cho bà con ở trên vùng cao này. Đấy, trước kia thì ở đây cũng có một nguồn nước khá to rồi cô bác này, bây giờ thì gần cạn kiệt hết rồi. Chở cũng rất là nhanh các bác. Thấy còn như
cái chỗ mà để mà cắt này thì cháu Lực cũng đã mua bạt về để phủ rồi các bác nhá. Phủ xong là sẽ dùng cắt để đổ lên trên luôn, để không cho nó bị lấn với đất, chứ không là sau này nếu mà nó bị lấn với đất mình xay vào thì sau này sẽ có sự ảnh hưởng của cái đất, cho nên là nó không có được tốt cho lắm. Hôm nay thì vừa rồi chắc là có nước dính ở đây một chút rồi. Cương chưa làm á? Cơm làm được rồi. Nấu cơm thì xong cháy rồi. Bảo là nấu cơm thôi chứ không phải làm cơm. Đúng rồi, phải nấu cơm. Đúng rồi. Tuy nhiên này xem về thảo luận với lại Cao lại Vân được thì múc rồi nhá. Hả? Tí mới thảo luận à? Nghĩ một tí đã. Nghĩ một tí à? À. Ơi. Rồi. Đấy, ở đây thì cháu Lực sẽ khoán cho là một chú ở trên này, xong là chú ấy sẽ tìm người về chở cho cháu Lực. Còn như em Sử là cũng làm luôn, thì cái phần tiền đấy thì chắc chắn là sẽ chia cho em Sử thêm cho các bác. Đây bây giờ thì em Sử cũng ở nhà thì cũng không có việc gì để làm với các bác, thành ra là mình kiếm được thêm đồng nào thì hay đồng đấy các bác. Đấy, bột đá này thì hiện tại là lấy như này thì là đủ rồi các bác. Bột đá này thì cháu Lực lấy là tận 7 khối liền các bác. Đấy, 7 khối là sau này mà dư ra thì có thể là mình tận dụng lại thêm làm được cho các em hay thứ khác luôn nữa. Đấy, còn sát với lại xi thì lấy đến đây thì không có sợ bị mất nữa rồi các bác. Đấy, bây giờ thì hiện tại là thời điểm hiện tại thì cháu Lực với lại bạn Hiệu với lại em Sử thì không có ở bên kia để trong vật liệu nữa. Bên kia thì bây giờ chỉ có mấy cái cắt với lại gạch thôi. Đấy, mấy cái thứ vật liệu đấy thì sẽ không có sợ bị mất rồi. Đấy, bây giờ thì lại tiếp tục là di chuyển đi xuống nhà là cùng ông sẽ nấu cơm, là chuẩn bị cơm tối. Ở đây thì chở thì mình không có, mình vẫn phải nuôi ăn các bác, thì người ta mới làm, chứ không mình không nuôi ăn thì bà con ở trên này không có ai để làm ấy. Sẽ chuẩn bị là chặt thịt gà rồi các bác. Gà thì hôm nay có vẻ là nhiều một chút cho nên là sẽ làm 2 mẻ. Và trên tay của cháu Lực thì đang cầm là một gói hạt dổi các bác. Ở đây là một lạng hạt dổi luôn. Đấy, hạt dổi thì để mình ướp với lại thịt để nướng, hay là mình để ướp với gà, xong là cũng rất là ngon các bác. Dê ngăn nem ngăn à? Không bỏ nhà đâu. Hả? Để dê làm tháng ngăn hả? Đây là tiền hồ đấy, hồ mồm á. Không chả không, thế có mùi chú xem gì. Ở bát chảy có chín chín nọ nè, này có chín chín nọ. Đây, mặt ấy, chú gì này cũng mùi chú rồi. Ờ,
Đấy, ông thì cũng bảo là biết cái hạt này của bác, hạt này thì ông bảo là ở trên rừng già thì mới có được những cái hạt này. Đấy, hôm nay thì cháu được sẽ cho tầm 15 hạt. Đấy, cái hạt rổi này thì cháu được đi vào chợ phiên của bác thì cháu được thu mua lại được của bà con thôi. Ở đây nếu mà cô bác mà muốn mà nó thơm hơn ấy, hay là cô bác muốn là nó mình lúc mình mà băm ra hay là mình rán nhuyễn ra ấy, nó sẽ được nhuyễn và nó giòn hơn thì mình sẽ phải hưa qua lửa một chút để cho nó giòn thì mình lúc đấy mình băm thì nó mới giòn tan được cô bác. Và nó sẽ thơm hơn đấy cô bác, nếu mà mình hưa qua lửa một chút thì nó sẽ thơm hơn. Hay có cô bác anh chị nào muốn quan tâm tới những hạt dổi này, mắc khén này ở trên vùng cao thì có thể điện thoại qua cho cháu Lực qua số điện thoại ở trên màn hình thì cháu Lực sẽ gửi cho cô bác những cái đặc sản và những cái hương vị của trên vùng cao tới tay cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị. Hãy để cô bác có thể nhìn thấy đây là những cái hạt dổi mà rất là đen luôn cô bác, đây là hạt dổi nó là già rồi thì bà con mới đi thu hoạch được về cô bác. Ở đây thì nếu mà cô bác mà nhận được, cô bác mà mở cái túi zip này ra không có thơm thì cô bác có thể là không nhận hàng, hoặc là cô bác có thể điện thoại cho cháu Lực để cháu Lực sẽ hoàn lại tiền cho cô bác anh chị. Hay những cái mặt hàng ở trên kênh cháu Lực bán hiện tại thì cháu Lực sẽ đều là bảo đảm cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị là những cái mặt hàng đấy đều từ những cái đôi bàn tay ở trên người vùng cao mà ra cô bác. Cô bác có thể lấy ra, cô bác có thể giá vào cái chày cũng được. Ở đây thì hiện tại nó đang không có chày thì cháu Lực sẽ lấy đập luôn cô bác. Đấy, mình nướng qua một chút thì đập nó sẽ giòn hơn. Đấy, chỉ cần đập thôi thì cũng ngửi thấy cái mùi thơm của hạt dổi nó sọc lên mũi, nó rất là thơm cô bác. Hạt dổi này thì hạt dổi mắc khén thì ở trên vùng cao thì hay làm cái món mà dùng để ướp với cô bác, ướp xong nướng thịt này, nướng cá này. Gia vị thì trộn với gà thì chỉ có là ít muối này, xong là hạt dổi này, ít mì chính nó vào thôi. Là một tí nó sẽ rất là thơm đúng không ạ? Đây vừa rồi thì cháu Lực cũng đã rửa tay rồi cô bác nhé. Tránh cô bác nói là cháu Lực chặt thịt gà cho bao nhiêu người ăn thì không có rửa tay. Này, thực sự ra để mà nói thì ở trên vùng cao của bác lúc mà nó cơm ấy thì không có dùng bao tay cho lắm, cho nên là bây giờ cháu Lực lôi bao tay ra dùng thì nó cũng hơi kỳ một chút đấy. Rất là mong có bác anh chị sẽ thông cảm cho cháu Lực, mình sống ở đâu thì âu đấy thôi cô bác. Một tiếng cong nó mới dễ nổ, một tiếng cong nổ, một tiếng cong nó mới. Cái dao này thì hôm nào cũng được chị Nguyệt Thí, chị có gửi tiền cho cháu Lực và nhờ cháu Lực mua cho em Sử một bộ này, cho em Quân ở bên Quyền Điển một bộ này. Và bộ em Sử thì hiện tại là cháu Lực đang cầm một con dao này, còn bộ em Quân thì cháu Lực cũng đã gửi cho em Quân rồi. Chặt rất là sướng quá bác. Thank you.
Bà đủ hết chưa? Có vẻ như là nhà hơi chật đấy các bác. Bên đây đủ bát chưa? Bên đây đủ bát chưa? Qua chảy lửa lan. Đủ bát chưa? Hải đâu rồi? Sử đâu rồi nhỉ? À, Sử đang ôi Sử đang vác thóc một tí. Thêm mấy cái bát nữa. Dê mà năng ngoài dê kìa. Năng ngoài à? Su chứ mẹ kìa. Nó mới chỉ con rồi nổ. Sứ ơi, múc thịt gà nhá. Hải đi ra kia xem mà lấy bắt ra đi nhá. Này bé ơi, hộ anh ơi, cuốn này. Hộ anh để bên kia đi. Ai chịu cầm à? Câu mà say say mà. À, đông quá thì sẽ phải là một mâm ra bên ngoài luôn các bác này. Đấy, bây giờ các thanh niên thì đang ngồi ở đây. Còn là các cô với lại các cô thì sẽ ra ngồi bên kia. Múc thịt gà xuống bên kia cho Sứ ơi. Chưa đâu đúng không? Hải đi lấy cho anh, Sử lấy cho anh cái bát to đi. Hải. Đóng bàn nữa nè. Đây, lấy cái này để đâu? Ngồi ngoài này thì có vẻ là mát hơn một chút cô bác. Bây giờ thì còn trời còn 5 giờ thôi. Nào, chị ơi này. Hãy. Chị ơi, chấm mắt đây. Sử đi mặc áo đi. Vừa tắm xong đúng không? Ê, ở đây vẫn còn đông người mà. Cún ra đây ngồi luôn đây này. Hãy ra đây ngồi luôn này, ngồi xới cơm luôn này. Hay bây giờ thì cũng sẽ ngồi cùng ăn cơm với lại tất cả mọi người luôn các bác. Dê đang xong mất đúng không ạ? À, chơi tí nước chấm à? Hãy ngồi với ông đi. Từ từ kiếm một cái ghế nó là được rồi, chỗ này là được hai người rồi. Lấy thêm một cái ghế nữa, có ghế không Sứ ơi? Hết ghế rồi à? Cùng với lại tất cả cả nhà ăn cơm nữa các bác. Và xin mời tất cả quý ông bà, con chú, anh chị là cùng mọi người ăn cơm ạ. Con mời quý ông bà, con chú, anh chị cùng con ăn cơm ạ. Cho Sứ mời quý ông bà, con chú, anh chị ăn cơm ạ. Rồi bây giờ thì ăn cơm thôi nhỉ? Ăn thôi nhỉ? Hôm nay thì mệt mỏi rồi nhỉ? Cái hôm nay tay lấy lụa đấy. Thiếu đũa à? Thiếu đũa à? Thiếu của Sử đúng không? Hay trong nhà thì bây giờ vẫn còn hơi trượt một chút cô bác. Thì rất là mong các bác anh chị sẽ thông cảm. Hôm nay chỉ có gà với lại đũa thôi. Này lấy bát này đổ xuống đi anh. Còn dư mà. Hãy dư đổ xuống dưới. À, vấn đề đây à? À. Bây giờ thì cũng khá là tối rồi các bác. Cũng cho mọi người ăn cơm đi. Bây giờ thì ăn cơm đi nhá. Có hàu chứa không? Hàu hả? Rồi. Hàu chứa nào? Hàu nước ngọt thôi à? Ừ. Mấy thanh niên ở trên này chỉ có uống nước ngọt thôi các bác, không có uống rượu này. Thôi bây giờ thì anh cũng đi về, Hải Sứ đi về nhá. Nha, dè là tôi về không? Cô ăn cơm đi nhá. Hôm nay thì cũng là một cái ngày mà phải nói là rất vất vả cho đội trên này rồi các bác. Mặc dù là mình lấy thuê người ta để chở nhưng mà nhìn thấy người ta làm cũng rất là nhiệt tình các bác. Làm đến tối muộn thì mới về. Ai ai đấy cũng đều lấy xe của nhà mình ra làm hết cả. Bây giờ thì cháu Lực cũng sẽ phải di chuyển đi về dưới nhà sớm rồi các bác.
Đấy, hôm nay thì cũng chở được cát thì cũng rất là nhiều rồi các bác. Cát như này thì bây giờ cũng đủ để làm cái phần lá móng rồi. Ngày mai thì đội thợ người ta sẽ lên làm lán và người ta sẽ đào cái phần móng nhà luôn. Ngày cát thì cũng được phải nói là hơn một nửa xe rồi cô bác. Cái còn là bột đá, đá này thì đã chở hết rồi cô bác nhé. Còn là một chút ở bên kia thôi. Đấy, xử thì dùng xe của cháu Lực để đây luôn. Xe của cháu Lực thì sẽ để đây cho em xử để em một thời gian. Em sẽ chở vật liệu đã. Đấy, có những cái phần nào mà cháu Lực với em xử là anh em tự chở được thì cái thứ đấy thì cháu Lực sẽ với em xử sẽ tự chở. Còn nếu mà trong quá trình làm mà cần gấp quá thì đến lúc đấy thì cháu Lực sẽ phải thuê thêm người để chở cho cô bác. Đấy, như hôm nay với lại hôm qua thì Si này thì cũng lấy thuê này. Và cắt sỏi mọi cái thì cũng lấy thuê người để người ta chở hết thôi cô bác. Thế còn cái thước phim hôm nay thì cũng khá là dài thôi. Chắc là cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác ạ. Và xin cảm ơn tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị trong thời gian qua đã luôn luôn đồng hành cùng bạn em. Xin cảm ơn tất cả các mạnh thường quân trong và ngoài nước. Và lời cuối cùng thì cho cháu Lực xin được gửi lời chúc tốt đẹp tới tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị đang theo dõi trên kênh bạn em. Còn bây giờ thì cháu Lực xin chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị.